Xin chào tất cả mọi người, mình chỉ và nằm mới sẽ giới thiệu cho các bạn cách tôi có chú chim cảnh cuộc này nhìn lần ở hoặc là nhìn rất là dễ thương. Và bây giờ thì mình cùng ở đây cùng nhau này. Ok, về tất cả này chắc là tôi mới sẽ tôi nằm nó xâm lại nha mọi người. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ tổ phân chân này. Mình tổ xe này sẽ làm móc đai nha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ tổ phần rửa này sẽ làm tiệm nha mọi người. Ok, là tổ thôi. Okay, thì tôi mình sẽ tổ phong bên này nha mọi người. Ok, đây. Và như vậy là mình đã hoàn thành tổ xong một chỗ chim cảnh cuộc này để có phần cho nó ngồi tiệm nhìn rất là dễ thương luôn. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi, nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, tạm biệt nha.